tại thành phố Đà Nẵng, nhiều bạn trẻ đã xung phong viết đơn tự nguyện nhập ngũ. Có người còn đầu tư hơn khi nhờ gia đình hỗ trợ kinh phí để điều trị, mổ mắt cận, đảm bảo sức khỏe tham gia quân đội. Đó là trường hợp của bạn Bùi Hải Quân, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Đang học năm 2 công nghệ thông tin thì Quân xin phép gia đình nhập ngũ và xác định sẽ phục vụ quân đội lâu dài. Bố mẹ thì lúc đó cháu bị cần thì mẹ cũng chở cháu đi sang bệnh viện mắt. Thì mong muốn của con thì mẹ chở sang bệnh viện mắt thì mổ mắt là hết 30 triệu. Thì là để là mong muốn là cháu là phục vụ cho quân đội. Còn với chàng thanh niên tuổi đôi mươi Nguyễn Tài, cùng trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nhận thông tin lên đường nhập ngũ, cả em và gia đình đều phấn khởi. Nghỉ học từ năm lớp 9 vì hoàn cảnh gia đình, Tài sống với bà nội, đi làm ở xưởng hải sản của người chú, nhưng ước mơ của Tài là được phục vụ quân đội. Sau khi tôi được phường gửi giấy đi nhập ngũ thì tôi cũng thấy rất là hồi hộp. Nhưng đó là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi mong là sẽ được phục vụ trong quân đội nhân dân của mình. Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết có hơn 50% số thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 tại địa phương là tự nguyện xung phong. Hiện nay trên địa bàn phường thì chúng tôi nhận thấy rằng là có rất là nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường là thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cho đến thời điểm này thì chỉ huy trưởng quân sự của phường báo cáo là có hơn 53% là trên số 55 thanh niên nhập ngũ đợt này là đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cái nội dung này thì đối với địa phương thì cũng đã tuyên truyền vận động nhiều năm và cũng đã có cái giáo dục trong giới trẻ để nắm bắt được cái tình yêu quê hương đất nước cũng như là cái nhiệm vụ thiêng liêng. Hy vọng rằng với tinh thần xung phong tự nguyện đó, những thanh niên như Tài, như Quân sẽ bắt đầu những tháng ngày rèn luyện, phục vụ quân đội thật tốt để hoàn thành ước mơ của mình.